Cảm ơn ông anh đã ủng hộ con heo này nha. Thì heo mà bự quá mọi người thì ăn sẽ, người lớn tuổi sẽ ăn cảm giác nó cứng nha. Tại heo rừng nó da nó dày hơn con heo thường dữ lắm nha. Giờ anh em ăn liên hệ mình nha. Con heo này thì sáng nay ông anh mình sẽ chở đi giao cho khách để làm để chiều họ ăn khai trương đầu năm ha. Thì làm mà nay về mình làm nướng đủ món với mọi người, sầu lăn đâu ha, bánh mì thầy luôn. Anh em nào ăn thì liên hệ mình số điện thoại là 0936708422 nha. Cái loại này bảo đảm mọi người, sầu lăn là chấm mì ha, nướng y là ngon cực kỳ luôn nha. Nó chừa mọi người, đãi cỡ 30-40 người được à. Lòng được kia mình nấu cháo nha.